Hello các bạn, thì hiện tại là Bảo đang có mặt tại ngôi nhà Bảo đã sửa xong rồi tại đường Hồ Đắc Di, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay là gia đình mình đi đến đây để mà để cho ba cúng nhà, rồi cũng như là quay cho các bạn coi rồi mình ăn uống luôn, sinh hoạt, rồi cũng như là mời dượng mình uống một vài lon bia để mà coi như cũng cảm ơn. Hôm nay có ông ngoại lên nè cả nhà ơi, ngoại hôm qua Bến Tre lên luôn nè, ngoại chào ngoại, khán giả đi ngoại. Bến Tre lên nè mấy cháu. Bữa nay qua tham quan nhà mới, nó mới cất bữa nay qua cúng nhà. Đó các bạn thấy không, bữa trước là hẹn ông ngoại là ở ngoại qua coi là đang sửa lại vợ, hồi nay là xong rồi đó. Bữa nay là ổn rồi. Rồi bây giờ mọi người đang chuẩn bị ở trong thì bây giờ bố đã cho cả nhà coi cái mặt tiền mình trước nha. Đây là cái hẻm nè, hẻm một bên hông. Bên đây thì bỏ ra là một cái cửa hông rồi nè cả nhà. Cửa hông rồi đây. Các bạn ơi, đây là phần mặt tiền của mình nè. Đó, mặt tiền nè. Thì cũng làm giống như nhà cũ ở trên kia. Bây giờ đây là một cái mái ngói. Xuống dưới đây cũng là một cái mái ngói. Đó, gạch mặt tiền ốp là cái loại gạch màu trắng luôn. Bên đây mình cũng có một cái hẻm đi vào. Ở đây là xe hơi đi vào là tới ngoài kia luôn á, ngay chỗ kia. Đó. Hôm nay là nhà ba với ông ngoại hai người. Đó, hôm nay trứng gà nha mọi người. Bây giờ mọi chuyện thuận lợi sức khỏe. Hôm nay ngày mấy rồi? Cả nhà, nhà ơi, hôm nay cái nhà của Bảo con mình làm xong rồi nha. Nên hôm nay hai vợ chồng mình mua đồ bông hoa trái cây và đồ để cúng nhà mới cho nó cả nhà. Ở đây là mình có một cái thang thuốc mà cả nhà để chút mình xong xong nhà cho con mình. Đây là dạng như là thuốc xong tẩy uế cả nhà. Đây là cái bài này của ông nội mình hồi xưa còn sống hay làm lắm. Nhà mình ở cũng vậy, lâu lâu đó là mình cũng mua thang thuốc về xong hơn trong gia đình mình. Xin nhờ đất đai duy trì chỗ này chưa mồ lạc mã chiến sĩ tận dân và bữa nay là sáu của người mình nhảy bảo mẹ lẽ cho giờ mới còn không mua được cái nhà mới còn bất cảm. Vậy là mặt đất đai duy trì chỗ này chiến sĩ tận dân phù hộ cho nó, nên là để ai mướn mướn bao lẹ một mướn cá bán cho người chung sẽ vui vẻ mới là phù hộ cho nó. Mà phù hộ cho nó bằng hàng thống chấn đất đai như thế chỗ này cái gì cảm giác mà này rồi bữa nay là ngày 14 tháng 8 mình đó nó đem đồ nó để cho cả lễ rồi mà nó chạy kiểu như đó thì có cái này là hai đứa nó xá được rồi bài. Rồi các bạn ơi, thôi bây giờ Bảo sẽ giới thiệu bao quát cái nhà của mình cho các bạn coi nha, để mà cô chú anh chị nào các bạn nào thấy đẹp á, có nhu cầu mà muốn tìm cái thợ sửa đó thì Bảo sẽ giới thiệu qua các bạn có thể sửa cái ngôi nhà như của mình. Thì đây là các bạn, nhà của mình thì cái nhà đầu tiên á là chỉ là một cái căn nhà gác xuống nhưng mà nó rất là ẩm thấp. Bây giờ Bảo nâng cái mái lên và Bảo lát gạch xung quanh hết, ốp gạch xung quanh, ốp gạch tường, lát gạch nền, rồi ở trên đó là mặt cao đó, đây là mình thấy không, sơn nước lại hết tất cả mọi thứ, đèn mắt hai bóng của ba bóng luôn, bên đây bên đây bên đây. Ở đây á là mình tận dụng một cái góc nhỏ để mình làm cái bếp này nè. Bếp này là đủ sức để mình bỏ cái ga rồi bếp đầu cung điện,
rồi nếu mà đến đây nữa mình nó mình sẽ khoan cái kệ đó. Gắn cái kệ để mình làm chén mát rồi này kia khác nọ, cái này để mình ga mắm muối đường bột ngọt bên đây á, sẽ có một cái góc này là để cái bồn cái chén mẹ có chưa có mua, mới xong mà chưa mua. Còn cái góc cái chân cầu thang này á, nó sẽ tận dụng làm một cái chỗ để mà một cái máy giặt đó. Còn bên đây là cái cửa hông này, cái nhà ngoài đầu tiên hồi nãy con có quay cái này rồi đó. Đó, kéo qua bên đây cầu thang thì nằm ở cuối nhà cả nhà thấy không, từ bên đây bước đạp lên là lên thẳng lên đầu luôn, rồi đó là cái đầu nhà. Nên núi đi cùng đi, xin đi cẩn thận nha. Không nhà không có nói mai rồi rồi con đi trước sau lưng đó. Bên này chưa lau dọn, bên này mình chưa có lau dọn đây. Có hai cái cửa sổ, một cái bên đây, cái này là cửa chính mở ra đây, không biết mở luôn chưa biết mở đây à đây ra. Đây là cái ban công luôn anh ha. Còn bên đây là cửa đó. Khi mình mở cái cửa ra là gió nó vô rất là mát cả nhà thấy không? Ở đây là không gian là để làm một cái phòng ngủ. Sinh hoạt của vợ chồng đây là con cái. Rồi cho mọi người thấy bên đây cái toilet này. Ngủ quá. Đang xong nhà cả nhà. Cái toilet ở đây. Vùng cầu và vệ sinh toilet đó, nhỏ dáng đơn giản gọn gàng vậy thôi cả nhà, rất là gọn ghẽ, mà cũng tính cho nó thật là gọn ghẽ luôn, mình có thể tận dụng được hết những cái chi tiết của căn nhà đó. Rồi bây giờ xuống dưới đất chuẩn bị cũng xong rồi, mình sẽ bày tiệc ăn uống sinh hoạt cả nhà, là một cái tiệc nhỏ để chúc mừng cái nhà của mình phải không? Đúng rồi. Em quay lại một lần nữa cho cả nhà thấy cái phòng đây là để có thể được một cái giường ngủ được. Giường cũng được mà điện cũng được, nếu mà nhà mình nhỏ quá thì mình để cái điện thôi. Mình để điện mà tiết kiệm được không gian nữa đó. Để mình làm ví dụ như buổi sáng á. Buổi sáng mình có thể mình đứng là mình cho dựng cái điện nó đứng lên. Thôi ba đây đó, cảm ơn. Rồi cả nhà ơi, bây giờ đang chuẩn bị làm gà thì đang xé nè. Xé để mà làm gỏi thì gà này hôm nay mua ở ngoài thì tiệm á cả nhà. Nay mình không có nấu rồi. Hôm nay bên đây có heo quay bánh hỏi thôi. Hôm nay mình mua đồ toàn mua không à. Tại ngày hôm trước từ ở Cần Thơ lên Sài Gòn tới 11 giờ đêm mệt quá rồi cả nhà, nên là hôm nay mình không có sức. Mai cả nhà nghỉ ngơi thôi đi mua. Mà sẵn thôi vậy chiều đi qua cúng nhà mới luôn á. Mấy cái gà chỗ này bán là thấy cũng ngon thế nè. Nhìn bàn ươm mình thấy dễ vậy. Bây giờ làm cái gì cũng kéo thôi. Kéo chứ cũng dễ làm, mà không kéo quá bán. Đúng. Cải mở. Tâm qua ăn luôn, mẹ qua ăn luôn. Ăn cơm rồi. Cơm gì qua ăn mẹ. Thôi. Đồ ăn mẹ. Mày lắm tới. Mày mới chạy qua đây mà thì dám đi theo của băng kia chạy ra đường luôn mày. Ờ, để con chạy thích trước. Thấy con không chạy mắt kìa. Ba Mi chào bà cô chú đi Ba Mi. Nhà của con đâu? Nhà của Mi đâu? Đàn chỉ đẹp nhà ta chứ không phải chỉ nhà ba à? Đẹp đâu? Úi trời đất ơi. Bạn của Ba Mi đâu? Bà cô chú đi. Chào bà cô chú đi con. Hôm nay nhà ba không nhà mới. Hôm nay chị đang ở đâu? Hôm nay sao? Nói ba con làm nhà mới xong rồi làm phòng của chú ơi. Nhà ba đang ở nhà mới của ba con. Nhà ba con đẹp lắm. Nhà của Binh Chìn. À, hôm nay cũng
nhà của đồng chí Bảo cũng đã hoàn thành rồi. Mà mọi người có thể thấy là chúng ta khang trang, là một kiểu nhà nhỏ nhưng mà thấy rất là khang trang và ấm cúng lắm mọi người ơi. Thì trước hết thì mình cũng xin nghe cảm ơn nha mấy anh em ở nha, cũng như phụ đã giúp đỡ trong thời gian vừa qua hoàn thành căn nhà của đồng chí Bảo rất là dễ thương và mỹ mãn. Mình xin thay mặt gia đình cũng cảm ơn tất cả anh em ở đây rất là nhiều ha. Thôi không có gì, mình xin mời anh em năm đi cùng mình chúc mừng nhà mới nha. Thôi xin mời. Cảm ơn chú Sơn, cảm ơn chú Quang, chú Quang Sáu nha. Thì các bạn biết sao, ở đây là hôm nay ở đây là toàn bộ đây là có điều mình chính đó, người chịu trách nhiệm chính cho cái phần xây dựng của nhà mình. Thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà có nhu cầu và muốn đây, chính đi, chính chào cả nhà đi. Chào. Thì hãy liên hệ số điện thoại là 0909 179251 cho cả nhà Bình Sơn. Để mình sẽ để cái số điện thoại lên lại cho cả nhà. Còn mấy anh em chú đây là phụ giúp cho gia đình mình. Rồi thôi, các con ơi, cảm ơn chị Chính nè. Hôm nay là bữa tiệc nhỏ thôi cả nhà, nhưng mà quan trọng là vui vẻ với nhau. Tại vì đây cũng là gia đình quen biết không à, không có ai xa lạ đâu. Cũng Phúc bên đây là cũng rất là thường xuyên góp cặp hồi xưa ha, mặt trong video. Bây giờ thì đấy chú cũng phụ việc chính mình là sửa nhà cho mẹ ba mình với bên kia. Bên này mới quê lên chống dịch, nay mới lên. Coi như ngồi ở trong cái bàn này là giống như là anh em, anh chị em trong gia đình không à cả nhà ơi. Thì hôm nay cũng mời mấy chú uống ly bia để gia đình mình có lời cảm ơn mấy chú. Trong cái thời gian qua mấy chú cũng cực khổ, gia đình mình cũng nhiều. Ăn uống đơn giản, trọng đủ vẻ này ạ. Mà nó có cái làm gì hết, thường là nhà mình sẽ làm. Ngày hôm qua gia đình mình đi về Bến Tre xong cái rồi cái có cái việc cái phải đi vô Cần Thơ, đi vô Cần Thơ rồi về tới Sài không có ở lại cả nhà, tại vì hôm nay bận cái ngày mà cúng nhà cho ông Bảo nè, nên phải đi về, về tới nhà 12 giờ đêm luôn cả nhà, mệt đuối luôn. Cho nên á, ngày hôm nay là mình không có nấu gì hết, mình chỉ mua thôi. Đang ăn vô ăn rồi nè cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay là nhà của nhà đầu tư của hai vợ chồng tôi, hôm nay giờ tôi là phải làm rồi nè. Cho nó ngồi vô lòng em đi, cho nó ngồi vô lòng đi. Ngồi đâu ra hả? Con xin ăn. Ồ, mami con xin ăn, con mất nhờ vô duyên với mẹ mình. Qua cái trà mừng lắm đó nha. Vì cái nhà nó đẹp, tối lại là lúc đầu mình mua là cái nhà nó nhỏ bé, bây giờ mình sửa lên tự nhìn thấy nó khang trang, nó ấm cúng. Việc đầu tiên đó Ngân phải nói lời cảm ơn, đó là cảm ơn ba mẹ. Tại vì ba mẹ tạo điều kiện hết mình để cho vợ chồng con có cái nhà ngày hôm nay. Rồi cảm ơn chú Sơn, Nguyễn Chính ạ. Và trực tiếp là chăm lo thay mặt cho vợ chồng con. Lúc mà nhiều khi tụi con cũng có nhà ở Sài Gòn thì chính lo hết mọi thứ. Và lo lắng rồi nhà cũng thiết kế mọi thứ là chính thiết kế tụi con. Vừa ý và rất là đẹp. Cũng cảm ơn các chú đã cùng Dự Chính con làm, hỗ trợ cho Dự Chính để làm cái nhà như thế này. Thì công sức của mọi người thì hôm nay con tụi con biết nói gì thì con chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cho vợ chồng con có cái niềm vui đầu tay trong cái cuộc sống của vợ chồng con. Thì con mong rằng cái ngôi nhà ngày hôm nay sẽ là cái tiền đề cho những ngôi nhà tiếp theo cuộc đời vợ chồng con. Dạ. Thấy gì không? Thôi đi, chúc mừng. Rồi, chúc mừng đi. Rồi, chúc mừng mời cả gia đình nha, mời lại gia đình mình. Có anh chị cô chú nào mà thấy căn nhà Bảo đẹp á thì có gì liên hệ Dưỡng Chính nha. Đúng rồi, liên hệ Dưỡng Chính đây. Có bên phần hồ là có Dưỡng Chính. Còn bên phần sắt thì có anh Tuấn đó cả nhà. Đó, đây cả cầu thang sắt là nhà mình là anh Tuấn đảm nhiệm. Còn cái phần mà hồ xây tô hay thiết kế là đầu phần bên Dưỡng Chính mình. Dưỡng Chính làm được hết mọi cái nhỏ nhỏ ở trong căn nhà được hết cả nhà, thí dụ như là đường điện nè, điện nước, sơn nước,
xây tô tất cả mọi thứ luôn. Các bạn ơi, thì coi như là cái món bún thịt nướng của mẹ làm cũng đã xong rồi cả nhà, thì mình cũng xin kết thúc cái video đây nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương cũng như là chia sẻ cái video của gia đình mình, yêu thương mình cũng như là chưa gì bye bye à. Rồi thì một lần nữa mình xin cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cái bà có túi, 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 túi,